Chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán xe cũ, kênh chuyên cung cấp thông tin giá cả thị trường ô tô cũ. Và ngày hôm nay thì kênh sẽ cập nhật cho anh chị và các bạn các mẫu xe hiện đang bày bán tại Anh Vinh Auto, địa chỉ số 16 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội. Anh chị và các bạn quan tâm chiếc xe nào tại cửa hàng có thể liên hệ ngay hotline trên màn hình hoặc có thể là comment ngay bên dưới, em sẽ gửi thông tin chi tiết nhé. Và ngay đầu tiên đây, đó là chiếc xe Hyundai Santa Fe sản xuất 2010, nhập khẩu nội địa Hàn Quốc, trang bị đầy đủ màn hình Android rồi là cam hành trình, sấy ghế hai hàng trước, ghế trước và ghế sau, cảm biến rồi là rửa đèn pha tự động. Chiếc xe này đang giao bán với mức giá là dưới 585 triệu. Và ngay bên cạnh đây thì đó là một chiếc xe phiên bản mới sản xuất 2020, đăng ký biển tỉnh. Chiếc xe này hiện đang giao bán với mức giá là 1 tỷ 085 triệu. Xe lăn bánh với quãng đường là hơn 19.000 km. Và bên cạnh đây đó là một chiếc xe Honda City phiên bản CVT sản xuất 2018 và giá đang giao bán với mức giá là dưới 485 triệu. Xe đăng ký biển thành phố anh chị nhé, lên mua về thành phố sẽ không lo mất 20 triệu tiền biển độ. Và bên dưới đây thì là một chiếc Altis đã có chủ của anh chị nhé. À, xin lỗi các bạn, chiếc này là 27, chiếc có chủ là 28. Chiếc này thì là đang giao bán với mức giá là dưới 625 triệu và 1.8G. Và kế bên cạnh đây đó là một chiếc Toyota Innova phiên bản E sản xuất 2017 2.0 số sàn, được trang bị rất nhiều cam hành trình rồi rất nhiều phụ kiện khác trên xe. Xe đăng ký biển tỉnh. Ngoài ra bên showroom thì còn một chiếc xe Hyundai Tucson phiên sản xuất 2019 bản full máy dầu, hiện đang giao bán với mức giá là dưới 889 triệu. Và bên trong đây thì có một chiếc Toyota Yaris phiên bản 1.3G sản xuất 2016 nhập Thái, đang giao bán với mức giá là dưới 489 triệu. Và sâu bên trong đây thì đang có một chiếc xe Kia Rondo sản xuất 2015 và đang giao bán với mức giá là dưới 465 triệu. Xe đăng ký biển thành phố anh chị nhé. Và phía trong cùng đây thì có một chiếc xe Mercedes-Benz GL450 phiên bản 4MATIC nhập khẩu sản xuất 2007, đang giao bán với mức giá là 595 triệu. Và tiến lên trên đây thì đó là một chiếc xe Toyota Fortuner phiên bản máy 2.7V số tự động bột cầu máy xăng và đang giao bán với mức giá là dưới 535. Và ngoài ra thì bên showroom còn một chiếc xe Fortuner sản xuất 2017 hai cầu máy xăng nhập khẩu Indo và đang giao bán với mức giá là dưới 935 triệu. Và còn một chiếc xe CRV bản 2.4 sản xuất 2011, xe lắp ráp trong nước 5 chỗ gầm cao, giá dưới 498 triệu. Và một chiếc Toyota Innova E sản xuất là 2014 số sàn, đang giao bán với mức giá là 415 triệu. Và vừa rồi thì em đã cập nhật sơ qua cho anh chị và các bạn thông tin báo giá chi tiết các mẫu xe đang bày bán tại Anh Vinh Auto, địa chỉ số 16 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội. Anh chị và các bạn quan tâm có thể liên hệ ngay hotline trên màn hình, em sẽ gửi thông tin chi tiết để anh chị bạn có thể tham khảo và sở hữu cho mình một chiếc xe nó phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình. Xe bên showroom thì có cam kết cho anh chị và các bạn là không đâm va, không gập nước, bao check test toàn quốc. Anh chị và các bạn có thể mang đi bất kỳ nơi đâu để kiểm tra, cũng như là mình có thể là mang đến địa chỉ gara uy tín để kiểm tra. Anh chị cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm tới kênh mua bán xe cũ và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở các video tiếp theo của kênh mua bán xe cũ. Rất mong nhận được sự ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like bài viết cũng như chia sẻ bài.